Phật pháp phổ biến rộng rãi, khí vận thiên địa bảo cho người tu hành, thế nhân đều được ban phúc trạch. Bây giờ lại biến mất theo dòng thời gian. Đến cả Phượng Hoàng và Long tộc thời thượng cổ cũng không biết nguyên nhân, vậy chắc hẳn. Giới tu tiên biết được chân tướng, chỉ có một mình công tử rồi. Chân cua này thật thơm. Nhưng không thể không nói, vấn đề của ngốc Phượng Hoàng này, trái lại hỏi rất diệu. Trực tiếp hỏi công tử chuyện thời viễn cổ, chắc chắn sẽ khiến công tử tức giận. Ta sao mà biết được. Nhưng lấy Tây Du Ký làm dẫn, thuận theo sở thích thì sẽ không làm công tử bất mãn ta kể chuyện xưa cho các người nghe phía sau quả thực có một đoạn chuyện xưa là gì là gì thực ra căn bản hòa phượng không nghĩ nhiều chỉ đơn thuần là tò mò sau khi phật pháp đến đông đô quả thực truyền bá rầm rộ đem đến thời kỳ hương thịnh nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện biến cố có một ma đầu tự xưng là vô thiên hoành không xuất thế hắn ta thân mang pháp lực tổ lớn làm phật giáo rất đầu mẻ chán cái gì vậy mà lại gọi là vô thiên cái tên thật ngang ngược ta cũng không dám gọi mình là vô thiên. Ha ha, công tử, vô thiên này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Phật tổ sao? Vô thiên này là hủy thế hắc liên chuyển thế. Buộc Phật tổ không thể không trùng tu đầu thai chuyển thế. Cuối cùng vẫn là tôn ngộ không tự thiêu vì xá lợi Phật. Mới cùng hắn đồng quy vô tận. Những Phật Pháp có thể lưu truyền cũng đều bị hủy rồi. Làm, làm sao có thể? Lại có sự tồn tại như vậy. Vô thiên sao lại có thể lợi hại như vậy? Một câu chuyện xưa mà thôi, đã đem các người dọa sợ rồi. Thời kỳ hồng hoang, Đại lão rất nhiều. Lần sau có cơ hội lại kể chuyện khác cho các ngươi nghe, càng lợi hại, cái gì, vậy mà lại còn có càng lợi hại hơn. Nhưng mà bây giờ ta phải ăn hải sản trước đã. Tại một ngọn núi gần đó, Nguyệt trà vẫn đang đấu tranh tư tưởng với cuốn sách này. Lý công tử tặng mình kim cương kinh, mình nhất định không thể để bất kỳ sự cố nào xảy ra. Nhất định phải lý giải được huyền diệu trong đó, đem Phật pháp truyền bá ra ngoài. Nhưng mà Phật quang của quyển sách này quá mạnh. Nếu mình tiếp tục nhìn thẳng thì sẽ làm hỏng mắt bị mù trong thời gian ngắn. Nếu muốn xem, mình không dễ gì mới tìm ra được biện pháp này. Như vậy thì mình có thể xem quyển kim cương kinh này rồi. Iya, yeah, mắt của mình. Mắt của mình lại. Quay trở lại nhà niệm phàm, đắt Kỳ đang lén lút đi đâu đó. Cô cứ đi theo ta làm gì? Cô là đi gặp tiểu muội muội đó của cô đúng không? Ta cũng muốn đi. Ta thích nhất là tiểu động vật lông xù đó. Đừng nhỏ mọn như vậy mà, để ta vuốt vuốt ta sẽ không nói cho công tử biết chuyện cô lén ra ngoài. Đến rồi, là ở đây sao? tỷ tỷ con có hỏa phượng tỷ 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 muội mọc ra chín cái đuôi rồi quá tốt rồi hỏa phượng tỷ tỷ không khỏe sao phượng hoàng thối quá đáng yêu rồi chín đuôi vui vẻ chín lần quá quá đáng yêu rồi người này có vấn đề sao ha ha thoải mái quá hỏa phượng tỷ tỷ không muốn chỗ đó không được ô ô tỷ 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 cứu muội đây đều là vì để bịt miệng cô ta muội cố gắng nhẫn nhịn một chút tỷ 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 Nói ra thì, nếu ngươi đã thành cửu vĩ rồi, có phải đã thức tỉnh thiên phú thần thông rồi không? Thiên phú thần thông? Ta hình như không có. Không thể nào, mỗi một cửu vĩ hồ ly đều sẽ có, nói thật. Là, là, là cái gì? Vậy mà lại thức tỉnh loại thần thông này, muội, muội. Muội không phải một con hồ ly tốt. Tỷ tỷ, thần thông của muội là? Thần thông của muội là, là không phải là hôi lông chứ? Mới không phải là hôi lông đâu. Thật ra, đó là mị hoặc đây là tiểu muội muội bắt đầu thi triển thần thông đây là thần thông mị hoặc sao cả đắc kỳ và hỏa phượng đều mới đắm trong mị hoặc rồi muội thật sự trở thành hồ ly tinh trong miệng người ra rồi đứa ngốc đây là thần thông mạnh nhất của hồ ly mạnh nhất sao chính xác mà nói đây không phải là mị hoặc mà là thần niệm có thể ảnh hưởng vô hình đến tâm tư tình cảm của người khác hơn nữa thần thông này khác với những thần thông khác có thể không ảnh hưởng đến nhân quả ví dụ như hoàng đế đương thời dùng thần thông kích sát là cực kỳ khó, nhưng mà thần niệm lại có thể mị hoặc hoàng đế, nghịch thiên mà thành. Nếu ta cũng có thể có thần thông này thì tốt rồi, ta có thể, tỷ tỷ, mình làm sao có thể có loại suy nghĩ này với công tử. Hoàn toàn là khinh nhờn. Tóm lại, thần thông của muội sẽ có tác dụng rất lớn. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy thì nhất định có. Nói ra thì, phượng hoàng thối này sao nửa ngày không nói chuyện. Không không được rồi, ta không nhịn được nữa rồi, hở, hoàn toàn chúng mị hoặc rồi. Quá đáng yêu rồi, thật muốn đem ngươi, thật muốn đem ngươi. Thật muốn hợp thành một thể với ngươi, tỷ tỷ, hỏa phượng vậy mà bị đắt kỷ đập một cái vào đầu cho tỉnh ra, đau đau, một vừa hai phải thôi. Được rồi, quay về đi, lại không quay về, công tử không thấy chúng ta sẽ tức giận. Đắt kỷ cô dịu dàng chút đi, học muội muội cô đi, tỷ tỷ, tóm lại muội luyện tập thật tốt. Thần thông cường đại như vậy, nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. Nói rồi đắt kỷ và hỏa phượng cũng đi vào lại trong viện. Ừ. Muội nghe tỉ tỉ. Chuyển cảnh vào trong viện, lúc này rượu của niệm phàm ủ cũng đã thành công rồi. Tiểu Long nhi lên lén trèo lên, vừa ngửi một phát thì mặt cũng đỏ lên rồi. Ca ca, rượu này thơm quá, lúc nào có thể uống vậy? Đợi thêm một chút. Nhưng mà muội nhỏ như vậy, vẫn là đừng uống. Không muốn đâu. Ca ca, ta đã không nhỏ nữa rồi. À con bé này, từ bao giờ biết định rồi vậy? Làm bậy cái gì đó? Ta à, bị phát hiện rồi. Mới một lúc không thấy ngươi đã có suy nghĩ lệch lạc lạc hoàng để ngài chê cười rồi ha ha hắc hắc không sao long tộc phượng hoàng một khoảng thời gian không tới nhà lý công tử đã càng thêm đẳng cấp rồi hơn nữa trà này cũng từ tiên thủy trực tiếp thành sức mạnh pháp tắc uống một ngụm mình sợ là người cũng trực tiếp không còn luôn rồi lạc hoàng đừng khách khí uống trà uống trà không vội không vội trà này quá thơm để ta gói lại mang về từ từ thưởng thức lạc hoàng thật là hài hước ha ha đây đây là thư niếp niếp gửi lý công tử nhiếp nhiếp mỗi lần đều làm phiền ngài đưa thư thật sự ngại quá đây là vinh hạnh của tôi